chỗ này, chị phóng to lên giùm. Thấy gì không? Thanh tra cô à, có hình ảnh phản chiếu trên mặt nạ. Nó là một bức tường, còn có cái gì giống như hình ảnh và tựa báo nữa. Tôi không chắc lắm. Còn bà lão đáng thương, tại sao anh lại giết bà ấy? Đang cho bà ta xui thôi. Anh đang giận mặt với tôi đó. Anh không nghĩ cho gia đình của bà ấy sao? Đã xác định được vị trí, không được động đậy, mau nằm xuống. Đã bắt được. Giờ mọi thứ đã kết thúc rồi, tin không? Anh sai rồi. Cái gì?